Ngày hôm trước ấy, thì mình đã có một cái video mở hộp về cái chiếc điện thoại Xiaomi 14 Ultra hàng chính hãng rồi. Và trước khi mở hộp cái chiếc điện thoại Xiaomi 14 Ultra hàng chính hãng như này thì mình đã có một cái thời gian rất là dài để mà trải nghiệm cái Xiaomi 14 Ultra phiên bản hàng nội địa chung. Đấy, và mình cũng đã có một cái thời gian để mà mình có cái video làm về việc so sánh nó với cả iPhone 15 Pro Max cũng như là S24 Ultra rồi. Đấy, và sau khi mở hộp cái chiếc Xiaomi 14 Ultra hàng chính hãng ra thì cũng rất là nhiều bạn comment vào bảo là với cái giá của Xiaomi 14 Ultra hàng chính hãng như thế thì nó đắt. Đấy, nó đắt. Mình cũng công nhận là giá nó đắt cả. Nó đắt thật. Đấy, nhưng mà mình thì mình nghĩ là cái gì nó cũng sẽ có giá của nó. Đấy, và ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích xem là cái Xiaomi 14 Ultra nó sẽ có cái điểm gì để mà có thể so sánh được với cả iPhone 15 Pro Max cũng như là Samsung Galaxy S24 Ultra nhé. Đầu tiên, nếu mà so với cả iPhone 15 Pro Max đi đã, thì Xiaomi 14 Ultra này nó sẽ có những điểm gì hơn nào? Cái điểm thứ nhất mà mình nghĩ là nó hơn, đấy là hộp phụ kiện của nó. Nó sẽ hơn nhiều so với iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max thì bạn biết rồi đấy, hộp phụ kiện có cũng như không, đúng nào? Tuy nhiên là Xiaomi 14 Ultra thì chúng ta sẽ có một hộp phụ kiện rất là đầy đủ. Nó sẽ có một cái sạc 90W và chúng ta sẽ có ốp lửng ở bên trong này. Như vậy, đấy là cái điểm hơn đầu tiên. Và cái điểm hơn này là cái điểm hơn mà chúng ta có thể cảm nhận được thấy rõ ràng luôn, chứ không phải là điểm hơn về mặt thông số đâu nhá. Về phần thiết kế thì đẹp hay xấu tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Thế tuy nhiên là với cá nhân mình thì mình thấy là cái Xiaomi 14 Ultra nó sẽ có một cái mặt lưng ở phía sau với cụm camera rất là khổng lồ, nhưng mà đặt ở chính giữa như này thì trông nó sẽ cân đối hơn. Và cái phía mặt trước ý, thì rõ ràng là cái Xiaomi 14 Ultra nó sẽ không bị cái màn hình viên thuốc chiếm dụng diện tích nhiều như là iPhone 15 Pro Max. Nên là nếu mà mặt trước thì mình sẽ thích cái Xiaomi 14 Ultra hơn. Còn cơ bản là thiết kế đẹp hay xấu tùy thuộc mắt mỗi người. Nhưng mà có một cái điểm như này này, đấy là về phần chất liệu đi. Thì cái iPhone 15 Pro Max nó sẽ có cái chất liệu là cái khung này gọi là khung nhôm titan như anh em hay nói đấy. Nhưng mà cái Xiaomi 14 Ultra nó sẽ được cái gì ạ? Nó sẽ được cái mặt lưng này là mặt lưng họa tiết giả da, trông nó sẽ sang hơn, cầm vào nó sẽ để lại ít mồ hôi và dấu vân tay hơn. Tất nhiên với điều kiện tay bạn phải sạch. Cái phiên bản sách tay lần trước mà mình làm thì nó là mặt lưng gốm. Thì mình thích cái mặt lưng gốm với cả cái mặt lưng da này hơn là mặt lưng kính thông thường như này. Còn tất nhiên mình cũng đã nói rồi, về cảm nhận thì là tùy thuộc vào mỗi người thôi. Còn khi mà cầm cái Xiaomi 14 Ultra này lên thì mình cảm thấy là cái cảm giác cầm nắm của nó có phần thích tay hơn ở cái phía mặt lưng ở phía sau này. Về phần màn hình cũng sẽ là cái thứ mà các bạn sẽ cảm nhận là thấy luôn. Khi mà màn hình của Xiaomi 14 Ultra nó sẽ có độ chi tiết cao hơn so với cả iPhone 15 Pro Max. 15 Pro Max thì cái mật độ ảnh nó chỉ rơi vào tầm khoảng 460 ppi, còn Xiaomi 14 Ultra là 522 ppi cơ. Tất nhiên với 460 ppi thì nó đã quá sắc nét rồi, nhưng rõ ràng là cái 522 ppi nếu như chúng ta để gần như này, chúng ta có thể cảm nhận được. Và nếu mà đặt hai cái màn hình này cạnh nhau nhé, chúng ta có thể cảm nhận được. Và mình nghĩ đấy nó không hẳn là thông số đâu, đấy là những cái thứ mà chúng ta có thể cảm nhận thấy luôn. Về phần hiệu năng thì iPhone 15 Pro Max tốt hơn, nhưng Xiaomi 14 Ultra nó sẽ có bộ nhớ trong là 512GB, gấp đôi so với cả iPhone 15 Pro Max ở trong cùng tầm giá. Đấy là cái mà chúng ta có thể cảm nhận thấy luôn. Đừng có nói với mình là 256GB và 512GB không cảm nhận được nhé. Đấy không phải chỉ mỗi thông số đâu. Về camera thì mình đã có một cái video nói rất là chi tiết về camera của Xiaomi 14 Ultra so với 15 Pro Max rồi. Nói chung là camera của hai sản phẩm này thì mỗi một sản phẩm nó đều có ưu nhược điểm riêng. Đấy, có thể coi như là khá là tương đồng. Đấy, nếu như chúng ta cứ xét là bên nào hơn, bên nào kém thì mỗi thứ nó sẽ hơn một kiểu. Về pin thì iPhone 15 Pro Max sẽ tốt hơn, nhưng về sạc thì Xiaomi 14 Ultra sẽ ngon hơn đấy. Như vậy thì ít nhất những cái giá trị mà chúng ta có thể cảm nhận được thấy là Xiaomi 14 Ultra hơn so với 15 Pro Max, đấy là nó có hộp phụ kiện đầy đủ hơn, nó có sạc nhanh hơn, nó có màn hình chi tiết hơn, nó có bộ nhớ trong thoải mái hơn. Đấy, rồi là nó có cái mặt lưng họa tiết giả da như này nữa. Đấy, thì cái đấy là những cái thứ mà mình có thể cảm nhận được thấy luôn. Thế còn có một cái thứ nữa mà mình nghĩ là nó cũng khá là quan trọng, đấy là cảm nhận về túi tiền ấy. Xiaomi 14 Ultra bây giờ giá khuyến mãi của bên Cellphone họ đang ghi là 28.990.000 đồng, nhưng mà vẫn còn rất nhiều quà nữa nhé các bạn nhé. Còn 15 Pro Max thì là 29.290.000, nghĩa là coi như là Xiaomi 14 Ultra rẻ hơn được mấy trăm nghìn và vẫn được tặng 24 tháng bảo hành, rồi là 6 tháng bảo hành rơi vỡ nữa. Thì mình nghĩ là cái này cũng là cái giá trị mà nó hơn đấy, dùng được lâu dài hơn đấy. Kiểu như dùng được lâu dài thì nó sẽ cảm thấy yên tâm hơn đấy. Rồi, thế còn nếu mà so với cả
S24 Ultra thì sao? Thì cá nhân mình thấy là nó cũng tương tự như vậy thôi. Nếu mà so với cả S24 Ultra nhé, cá nhân mình đánh giá là cái Xiaomi 4 Ultra ấy, mình sẽ thích cái phần chất liệu mặt lưng ở phía sau của nó hơn này, rồi là cái thiết kế của nó trông cũng sẽ cân đối hơn là S24 Ultra. Về phần màn hình thì S24 Ultra có màn hình 2K+120Hz thì Xiaomi 4 Ultra cũng có luôn. Về phần hiệu năng thì Xiaomi 4 Ultra được tối ưu con chip tốt hơn và bộ nhớ trong thì gấp đôi so với cả S24 Ultra. Về phần camera thì thực sự là camera của hai giỏ này gần như là 1910. Về pin thì S24 Ultra được tối ưu tốt hơn, nhưng về sạc thì Xiaomi 4 Ultra lại sạc nhanh hơn nhiều. Đấy, còn S24 Ultra thì sẽ có cả bút viết các thứ nữa. S24 Ultra có kháng nước kháng bụi IP68 thì Xiaomi 4 Ultra cũng có kháng nước kháng bụi IP68 luôn. Và nó cũng sẽ có một cái hộp phụ kiện đầy đủ hơn rất nhiều so với S24 Ultra. S24 Ultra hộp phụ kiện có cũng như không. Đại loại thì mình thấy là nếu mà về giá trị sử dụng ấy thì cả ba con này, cả Xiaomi 14 Ultra lẫn S24 Ultra lẫn iPhone 15 Pro Max đều có những giá trị sử dụng riêng. Tuy nhiên cái vấn đề mình nghĩ là cái vấn đề lớn nhất của Xiaomi ở đây đấy là vấn đề về thương hiệu. Ở Việt Nam thì Apple luôn luôn được đánh giá là thương hiệu tốt nhất. Đấy, chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận với nhau điều đấy. Xong tiếp theo sẽ đến Samsung và sau đó thì mới là Xiaomi. Nên là mình nghĩ là trong cái video so sánh như này thì cái quan trọng ở đây là gì? Đấy là chúng ta có chấp nhận bỏ qua được thương hiệu hay không. Nếu chấp nhận bỏ qua được thương hiệu thì rõ ràng Xiaomi 14 Ultra là một trong những sự lựa chọn đáng để chúng ta quan tâm. Đấy, có thể chúng ta muốn đổi gió. Nhưng nếu chúng ta là một người rất quan tâm đến thương hiệu thì chúng ta sẽ có thể bỏ luôn Xiaomi 14 Ultra ra ngoài. Đấy, chúng ta thẳng thắn với nhau cái điều đấy. Được chưa? Rồi, thế trong số các bạn đang theo dõi video này, các bạn quan tâm tới thương hiệu hay là không quan tâm đến thương hiệu? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.